Gà trắng ho khò khè thì dùng thuốc gì tốt nhất? Thì hiện tại bây giờ anh phải cung cấp cho Xuân Trịnh là cái việc là con gà trắng của anh nó bị ho hen khò khè lúc bao nhiêu ngày tuổi. Thì thông thường cái giai đoạn mà con gà trắng nó bị khò khè nặng nhất là lúc 29 đến 34 ngày tuổi. Nếu anh sử dụng đúng phác đồ của Xuân Trịnh ấy, thì anh sẽ điều khiển được cái việc hen khẹt trên gà khiến cho nó không nổ ra nữa. Còn bây giờ để mà trả lời cho anh câu hỏi là gà trắng ho khò khè thì dùng thuốc gì tốt nhất, thì anh sử dụng thuốc như sau này. Anh sử dụng thuốc như sau này. Chia tay Xuân Trịnh, đây là một trong những cái dòng kháng sinh này, dòng kháng sinh này tôi gọi là kháng sinh đại tế bào, tên của nó là Ticosin S250. Anh đem cái Ticosin S250 này anh kết hợp với là cái Aptisin 200 nhé. Ticosin S250 kết hợp với Aptisin 200 về pha hai cái này chung với nhau cho con gà nó uống thì nó sẽ điều trị được bệnh khò khè ở trên con gà trắng. Tại vì thông thường trên con gà trắng của anh ấy nó chỉ bị nhiễm CCRD thôi, chứ còn nó không bị cái bệnh liên quan đến ví dụ như là INT hoặc IB quá nhiều. Tại vì tôi biết rằng là ở trên gà trắng ấy, thì các bác chủng vaccine là khá là hiệu quả và khá là kỹ lưỡng, nên là cái việc mà nó bị virus nên là nó rất ít, đa số nó bị vi khuẩn thôi. Thì cách đơn giản nhất là anh tới Nguyễn có thể lấy cái kháng sinh đại tế bào là cái Ticosin S250 về mình kết hợp với cái áp với này cái Aptisin 20% này. Aptisin 200 này là thành phần là gì? Đó chính là Abramycin 10% và Tinosin 10%, tức là hai cái này cộng lại với nhau nó thành Aptisin 20% khi anh kết hợp với là cái Ticosin S250 này. Nó sẽ tạo thành một cái công thức vô cùng tuyệt vời để anh chữa bệnh hen khẹt trên gà trắng nhá, cả gà màu nữa. Thì có vài người này hỏi tôi là tại sao trước đây tôi dùng cái Apflu 200 mà hôm nay tôi lại dùng Aptisin. Nó rất đơn giản là tại vì thực tế cái Apflu 200 và cái Aptisin này ấy, hàm lượng thành phần của nó khá giống nhau. Tuy nhiên cái Aptisin này nó có thêm cái thành phần là Tinosin nữa, 10% nữa. Nên là mình dùng cái Aptisin kết hợp với là cái Ticosin S250 cho gà trắng với gà màu nó cũng hiệu quả quá tuyệt vời. Tuy nhiên là nó hơi đắt hơn cái Apflu một tí. Ví dụ cái Apflu này, cái Apflu này trước đây các bạn thấy không, tôi bán cái Apflu này có 360.000 thôi. Nhưng mà cái Aptisin này do nó có cái thành phần thêm là Tinosin nữa nên là giá của nó đắt hơn. Cái này hình như bây giờ hiện tại bây giờ nó là 420.000, nó đắt hơn 60.000. Thì đương nhiên là tiền nào của đấy rồi. Nếu mà các bạn muốn dùng Aptisin thì dùng, không thì dùng Apflu. Nhưng mà nếu mà trên gà trắng của anh tới Nguyễn nhá, thì anh dùng Aptisin 200 kết hợp với là Ticosin S250 nhá, thì anh cho con gà nó uống thì sau khoảng 3 ngày nó sẽ điều trị được cái bệnh khò khè trên gà trắng. Tuy nhiên anh nhớ cho tôi một vài cái điểm cơ bản như sau này. Khi mà con gà trắng của anh nó khò khè ấy, mà anh dùng cái Flodoxy ấy, thì khoảng 1 đến 3 ngày đầu tiên con gà nó sẽ bị hen nặng hơn và có triệu chứng hen rất nặng. Sau đấy đến ngày thứ 4, thứ 5 nó sẽ giảm dần và nó sẽ kết thúc cái quá trình, đến ngày thứ 7 nó sẽ kết thúc cái bệnh hen khè trên gà. Tuy nhiên nếu mà anh đang sử dụng cái biện pháp là sử dụng Flodoxy thì anh phải chú ý nào. Nếu mà Flodoxy anh dùng ấy, thì anh phải nhớ cho tôi là Flodoxy anh dùng ấy, thì anh phải nhớ là phải kiên trì chứ không thể vội vã được, là một. Thứ hai là nếu mà không cẩn thận ấy, có con gà của mình nó bị viêm túi khí nặng hơn ấy, nó ghép sang E. coli rồi ấy, thì dường như là nó sẽ khó chữa hơn, đúng không? Nên là cách đơn giản nhất và hiệu quả nhất là giống như câu anh đang hỏi, gà trắng ho hen khò khè dùng cái gì tốt nhất? Đây, Ticosin S250 và Aptisin 200 nhá.